chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Phước có sự kiện là đám giỗ ở nhà của dì Năm, đám giỗ của Dượng Năm á các bạn. Đây nè ha các bạn. Thì Phước đến đây để dự sự kiện của đám giỗ của Dượng Năm. Thì đang cúng nè các bạn ơi. Đó, thì để Phước quay phim có gì hay Phước quay cho các bạn xem nha. Hello. Đây là ba Dũng. Hello, hello. Đó, sự kiện đám giỗ ở dưới quê vậy đó các bạn. À, bắt đầu bà con lại bắt đầu cúng. Hello, hello. Cô chào anh Bảy. Hello em. Ờ, em qua nào? Em mới qua hả? Vậy hả? À, em qua với ai? Em qua với ai em? Em đi một mình. À. Anh ba. Anh ba xuống đâu chưa? Anh ba xuống, làm tí mẹ xuống. Nhỏ làm đơn giản mấy mâm gì đó các bạn ơi. Rồi bà con mình lại cúng rồi nhập tiệc rồi gì đó. Rồi tí nữa Phước ra phía sau Phước quay nhà mồ của Dượng Năm cho các bạn em xem ha. Vậy đó. Con có đi khỏi nhà, không đi vòng vòng nhà, không chơi ra khỏi nhà. Đây là tư sĩ. Anh ba với Tâm. Đây là bà con của mình tới dự đám giỗ nè ha. Hả? Hello, hello. Đi ra phía sau. Phía sau quay nhà mộ của Dượng Năm, Dượng Năm nha các bạn. Nè, Dượng Năm có trồng mấy cái dừa Thái nữa nè các bạn ơi, dừa Thái người ta gọi là dừa sim á. Sim là Thái nó trái tròn quay luôn nè. Hello, hello. Ô, nó sủa mình đi ra, lại đây nó không sủa mình nữa ta. Nó hửi kìa. Con tên gì? Con tên gì vậy? Hello. Con tên gì? Hả? Con tên gì? Con tên gì? Trời, nó sủa, nó gặp anh sao nó nghỉ sủa em? Nó nghĩ là nó biết anh bà con. Nó lại nó liếm kìa thấy không? Cần sủa đâu phải không? Nó biết quen mà nó sủa luôn á. Nhưng nó biết mình không ăn thịt chó đó. Ủa anh không ăn thịt chó hả? Anh đâu có ăn đâu. Thôi để đi ra anh quay nhà mồ ha luôn, sẵn lên quay nhà mồ luôn. Đi 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 ra coi. Đây là nhà mồ của Dượng Năm này các bạn ơi. Đó, Dượng Năm sinh năm 1944, từ trần năm 71, 27 tuổi. Cái lao hả? Ở đâu chị cũng thấy luôn. Sụp, sụp. Sao bên sụp chị má. Người ta cho? Bên chị thổi không ai cản chứ. Bây giờ nó sụp má. Cái sao giờ... bên bển bự lắm anh Bảy ơi. À, bên em là chắc được. Em bên... mới thổi cái đè bự bự lắm nghe cái đè ra ra cỡ anh Bảy thấy cỡ công đất em thổi bích luôn 35 triệu mới thổi. Vậy hả? À, bên em là tại vì cái sông nó lớn quá sông đó. Bự à, sông bự thì người nó không có cấm, nếu như sông nhỏ chẳng ta cấm. Sông nhỏ nó cấm, sông nhỏ là nó sụp mé. Cánh đồng bao la bát ngát này là đất của dì Năm từ đây thẳng ra ngoài luôn hả? Tới kinh 13 luôn hả? Ở đây cũng hầm chết rồi, thôi trong nhà có hoạt gió đi. Hoạt gió rồi đi. Ừ, ở đây có hoạt gió gì đâu.
Ở đây là có cái là không có gió, tại vì cây mấy cây dừa rồi nó cản hết trơn rồi nè. Tại bữa nay không gió nè. Ừ. Rồi ở đây cái ao này có cá nữa nè, chắc gì năm nữa cá dồ quá hả? Cá dồ kìa, ừ, có cầu cá dồ nữa kìa. Ok, đây cũng làm công quả được, làm vệ sinh rồi cho sạch. Ừ. Cái này thằng lằn á em ơi, thằng lằn nó. Cái này lau cái cây lau nhà mình lau nước á. Ừ. Lau nước với xà với cái nước lau nhà đó đó, mình nó chốc ra. Ừ. Tại bữa nay không gió này. Không, cái này nếu mà mình xây gạch lên cái mình bơm cát vô. Ừ. Bây giờ cũng như chiêu sắt mút nó mút để xong rồi đẩy vô lần lần á chứ. Có cái này đâu có chịu đâu, Dũng cự. Để làm gì? Ờ, đang dễ mà. Vậy hả? Ủa, để mạ cái. Đúng rồi. À. Tính gì kỳ quá hả? Này đã bơm cát vô là thua á. À, cái chuối này cho mát. Cá lồng gồng quá trời luôn nè. Ủa, tháng này có cá lồng gồng kìa. Ừ, cá lồng gồng đó. Ừ, tháng này có cá lồng gồng trời. Ừ. Cái này chắc cá lóc mẹ chắc người ta câu rồi quá. Có lồng gồng là có cá lóc mẹ đó. Ừ. Còn á, nếu như không có là cá lồng gồng con nó đâu biết đường chung nó tản rồi. Mấy tháng này mà có vuông rồi không có ấy dục vô. Dục vô ấy. Thôi bây giờ nghỉ nuôi cá sấu ha em. Còn anh ơi mà ít hả? Ừ. Cá sấu nó lên giá lại. À. Đây là dì Năm. Dì Năm là bà chủ nhà đây. Hello dì Năm, phải không dì Năm? Hello nữa trời. Cháu bắp thịt yeah. Mót mặt em. Nhỏ tính trẻ ai cũng dành. Ủa rồi ở đây ai ngủ trên này hả dì Năm? Dì Năm ngủ đây à. Cái này nó nhỏ hơn cái giường ha. Vì hồi đó mình mua cái giường hộp á yeah. Rồi lâu quá rồi thấy nó cũ rồi cái bỏ thôi, có nên gì đâu ngủ gì cũng được cỡ dạ. Thì không đẹp cái cỡ ngủ chút như mua hai bộ đi nè, hai bộ ông hai bộ bà đó nha. Dậu ra rồi đó hả? Một cái này hồi đó không phải lót cái này trước ha. Cái xốp nè. Tới trận mận rồi mới ấy rồi dư ca đóng rồi nè. Con coi trên mạng cái con kêu nó kéo trước rồi bắt đầu nó ấy nó đóng toan lên. Ôi hồi đó có biết con mẹ gì đó là lớp nhà. Cái gì con muốn nhà này cái cũng lâu rồi chứ hồi đó tao có 61, 62 tuổi gì cách cái giờ. Giờ 7 mấy hả? Ừ. Thì là cũng mười mấy năm rồi. Ừ, 70. Ừ. 78 gì rồi, tuổi gà, mày gà, tao gà nữa là ní nè. Nắng quá không có giờ vô đây không? Được. Ở ngoài đó thì nó mát hơn. Hello. Đây, anh Năm tới. Rồi. Rồi à, đây là cầu 7 ha các bạn. Cốc chủ. Rồi làm mấy cái bóng cá này rồi. Tôi thấy hết tham rồi, về chở mấy bọc cá mà sắp gì đâu.
mẹ đi nhỏ mẹ chắc vô đây cái mẹ nó đi chỉ tốt rồi chơi để đổ cái ly coi phát đạt nó xuống mỗi lá được con ấy ly bộ bộ có rồi nè ờ đi thứ đó đó ly bự đó không nó đi nhỏ mẹ. Hello. 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 Ồ xe tư sĩ này cũng hao xăng dữ à, 3 chấm luôn mà máy 3 chấm dữ á. Nó hơn chiếc Fortuner nữa đó, cái máy nó bự hơn á. 6 máy mà. Nó đã bán cho ông Dũng với ông Đèo khoảng mấy chục triệu một cá rồi. Ủa cá phi dữ lắm lớn. Đừng chở mới bỏ ra casino luôn đi nha. Mấy ông đặt mới có chứ, bình thường là mua là cá cá bự về về mất hết, còn gỗ hơn 4 con kiếm. Còn gỗ này Dũng mình đặt cái vụ bài sáng, bài sáng để cá bán. Chú Năm mà sáng mà điện không kịp còn hết cá nữa đâu có đâu để đưa ông. Các bạn ơi, các bạn thấy cá Phước nuôi bây giờ nó bự hết sức chưa? Trời ơi cái chép nó bự thì thôi luôn á. Giờ nó bự bự không rồi các bạn ơi. Hello, hello. Hello, quý xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình chặt dừa ra uống nè các bạn. Thì cái dừa mình để nó hơi lâu rồi các bạn ơi, 4-5 ngày rồi. Thì nó sẽ cái gì các bạn thấy không? Nó cứng cại quá, cái loại dừa này mình lấy ra nó hơi cứng nè các bạn. Nếu mà mình để nó khô quá thì nó thành dừa khô luôn các bạn ơi. Nó lâu ngày thêm tí nữa là nó thành dừa khô. Cho nên nó là cái này không phải là gọi là dừa tươi nữa mà là dừa cứng cại. Dừa cứng cại hồi xưa á. Hồi xưa mình nhớ má mình cải dừa này ra nè, cũng cải như vậy làm mứt á, lúc mà Tết đó làm mứt dừa ăn á các bạn. Thì hôm nay á Phước thì không có bỏ cái này, nhưng mà Phước thì không biết làm mứt, với con cũng không có thời gian để làm. Thì bây giờ Phước cải cái này ra, Phước bỏ vô máy xay sinh tố, Phước xay. Mình xay ra để mình uống nha các bạn. Đó, vậy đó. Mình không có bỏ gì hết, mình tận dụng tất cả luôn nha các bạn. Hồi xưa đó các bạn biết không? Các bạn có biết không? Hồi xưa đó cái vỏ dừa này nè, má mình phơi khô để chụm á. Bây giờ thì mình không có chụm bằng cái này nữa, cho nên bỏ. Các bạn có biết không? Thì bây giờ là Phước lấy cái máy sấy sinh tố này các bạn. Thì bước xay sấy sinh tố uống ha. Bây giờ cái đầu trong này mình chặt chặt luôn đây. Đây rồi. Đó, sấy sinh tố ha. Bây giờ mình lấy nước đá mình đập ra. Người ta bán cái bao này 15.000, 20.000 những cái nè. Mình bỏ nước đá vô đây mình đập ha. Nói là làm liền ha. Ok, nước đá rồi bỏ dừa vô. Bây giờ mình bỏ dừa vô trước. Rửa rồi cái này.
cả những cái thứ gì mà mình sử dụng lại mình nên bỏ vô cái đồ mình rửa một cái. Mình lấy cái nước dừa này mình xay luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Sữa này nè các bạn, sữa Star nè, Vinamilk Southern Star, thì cái lượng dừa nó béo quá thì mình bỏ sữa không nhiều một chút đó. Đó, xong giờ để đây chút mình làm tiếp nữa hai mẻ luôn ha. Nước đá ngoài nhiều, người ta lấy cái nước cho trong cái vòi nè, người ta làm nước đá thì nó đâu có vệ sinh bằng cái nước suối mình đâu. Mình ở Việt Nam mình làm bằng nước suối, ở nhà mình làm nước suối này ha, đó nó tốt hơn. Thì đó thì coi như ai làm sao làm ha, mình mà Phước thì chỉ là thích vậy đó. Các bạn mà muốn sấy sinh tố thì các bạn nên đập nước đá cho thiệt là nhuyễn nha các bạn, để cái máy nó chiến dịch nó chặt nước đá nó không bị mẻ, nhuyễn nó tốt hơn. Đó. Các bạn coi là nó nhuyễn nhừ luôn nè các bạn ơi. Vậy thôi chứ mình xúc mình đổ vô mình sấy ha các bạn. Đấy. Ngon cũng đá này hơi lớn. Một cái này một chút nó không được người ta. Nước sấy dừa nó béo béo, nó cũng vừa uống rồi các bạn, không ngọt mà không lạc, nó béo cũng rất là ngon, được lắm.
giờ mình đem qua cho anh Bạch Duy Ba hai đêm này đi. Rồi Phước lại về Phước Tây cho Phước một phần nữa các bạn ơi. Rồi ok hai các bạn. Hello hello. Lên ba nè, cầm ly em ra. Em cãi em chặt dừa nó hơi cứng quá, cái bắt đầu mình sấy uống. Chứ không có bỏ phải không? Chị ba có làm sao không? Chị ba uống nước nước dừa xay. Nước dừa mà nó cứng cãi quá đó mình bỏ uống, mình xay nữa mình uống. Thử coi. Thì Phước đem qua cho anh ba chị ba hết cái phần kia rồi, bây giờ phần Phước xây xây cái phần cho Phước. Dễ rửa rồi đó, rửa ráy nó dễ, cho nên nó là mình thích, nên mỗi lần sấy mình về mình mấy cái máy bự ngày xưa đó mình ghét những cái là đi rửa đó, làm thì không có nhiều mà đi rửa nhiều. Phước không muốn hói. Đã quá các bạn ơi, béo lắm á. Hồi nãy mình quên đem cái ống qua cho chị ba, bởi vì chị ba bên nhà cũng có. Các bạn có biết không các bạn, thì mình uống á, nó còn cái sát dừa ở giống một ít, nó hơi cầm cầm cộm đã lắm, cảm giác thấy ngon lắm. Rồi giác chưa, mình ngồi mình uống sinh tố nước dừa xay, coi TV, coi YouTube Phước Canada vậy thôi. Phước xin kết thúc video tại đây, chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe. Nhớ ủng hộ Phước bằng cách bấm vào ngón tay để chia sẻ và bấm vào nút màu đỏ để đăng ký và bật chuông thông báo nữa nha các bạn, để cập nhật video tiếp theo của Phước. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Ok, bye bye.